Đây là tiếng nói Lách Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 173 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn Tập này được mang tên là Thần Cảnh Càng Anh Lá sẽ nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì Thành Mục à, đang dẫn năm chiếc chiến thuyền hay gì đó đi tìm đến cái nơi mà ba đại gia tộc đang chiến đấu với thiên địch để hỗ trợ nhưng mà đi được một đoạn thì không ngờ bị một cái dòng sông lửa lưu hào hỏa diễm gì đó bao trùm không có đi được chặn đường à, nghe nói là cái hỏa diễm này đến cả những cái thần cảnh mà trung kỳ hậu kỳ cũng khó khăn lắm mới tiến vào được à, do đó mà tạm thời dừng lại bên ngoài nhưng mà không ngờ thạch mục phát hiện ra an hoa có ba cái lá cờ có thể hấp thu cái hỏa diễm nơi đây thì thạch mục mới mượn lá cờ này tiến vào trong thì không ngờ tiến vào sâu trong đó thì có những cái hỏa diễm khác nhau thạch mục ở nơi đây á tu luyện có ngày thôi mà những công pháp hệ hỏa của hắn như là cửu chuyển huyền công hỏa hệ nè rồi um, cái gì nói chung là những công pháp hệ hỏa đều tăng tiến hết um, đều tăng mạnh ở diện rộng luôn kể cả ba cái lá cờ an hoa nhờ hấp thu cái hỏa lực nơi đây mà đã khôi phục lại những cái vết rách khi đó thì uh, lúc này thành mục trở về thì trao đổi được an hoa trao đổi được với an hoa là ba cái lá cờ này đã thuộc về thành mục luôn còn về um riêng hắn lúc nãy do có ba cái lá cờ này dẫn đường vì vậy mà hắn quyết định vẹt đường ra cho những chiến hạm tiến vào thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người bay về phía trước hơn một canh giờ hỏa diễm phía trước lại biến đổi chỉ có điều chúng lại biến thành màu lam nhạt tán ra nhiệt độ cực nóng đồng thời cũng có một loại cảm giác âm hàn. Hỏa diễm màu xanh lam sâu, Trước đó chưa từng thấy qua vậy. Thành Mục rất kinh ngạc, chỉ có điều suy nghĩ một chút. Nơi này là thủy triệu lưu hỏa, xuất hiện bất kỳ thuộc tính hỏa diễm nào cũng không phải kỳ quái. Vào thời khắc này, sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nhìn về phía một gian phòng trong chiến hạm. Vèo một cái, một đoàn ngọn lửa màu xanh lá cây lớn một trượng từ nơi đó bay ra phía bên ngoài. Đó chính là Thải Nhi, chỉ có điều xung quanh năm chiếc chiến hạm bị mây lửa bao trùm xung quanh, nó căn bản là bay không ra được. Ngọn lửa màu xanh lá cây vô cùng nóng, không ngừng xông tới mây lửa xung quanh, hình như vội vã ra ngoài. Thể Nhi, chuyện gì vậy? Thành Mục có chút kinh ngạc truyền âm hỏi thăm Thảy Nhi, nhưng cũng không nhận được lời đáp lại. Ánh mắt Thành Mục nhìn về xung quanh hỏa diễm màu xanh lam trong lòng chợt thoáng động. Tính chất của ngọn lửa này thực ra không khác với càng nguyên yêu hỏa của Thải Nhi, đều là hỏa diễm thuộc tính âm, Chẳng lẽ Hắn phức tay đánh ra một đạo pháp quyết Mây lửa màu đỏ chợt tách ra một khe hở Thải Nhi lập tức bay bắn ra Rơi vào trong biển lửa màu xanh lam Có tiếng kêu hưng phấn Từ trong ngọn lửa màu xanh lá cây truyền ra Trong hỏa diễm phát ra Một cái lực hút Mở miệng cắn nút khí hỏa diễm ở xung quanh Trên mặt thạch mục vui mừng Hắn đã đoán đúng rồi Tâm niệm hắn thoáng động Mây lửa màu đỏ dừng đi tới các vị, linh sủng của ta muốn mượn khí hỏa diễm ở đây trợ giúp đột phá bình cảnh, nên cần thoáng dựng lại một chút đó. Hán truyền âm giao lưu với các vị đại năng thần cảnh liên minh. Nơi khu vực tối tăm nào đó trong tinh vực thiên hà, một tinh cầu cực lớn, màu vàng đất đang từ từ xoay tròn, phát ra ánh sáng không rõ ràng. Khu vực này ngoại trừ tinh cầu màu vàng đất ra, trong phạm vi 10 vạn dặm đều không nhìn thấy một tinh cầu nào, khiến cho nó thoạt nhìn có chút cô độc, ở đây chính là một trong tám tộc hoang cổ, chủ tinh của bạn quy tộc Vũ Nhâm Tinh. Nếu như có người đã tới Vũ Nhâm Tinh, lúc này hẳn sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì tinh cầu này bình thường không phải màu vàng tối như vậy. Nó sở dĩ phóng ra sáng như vậy, chính là bởi vì bên ngoài của cả tinh cầu đang bao phủ một tầng tinh vân màu vàng dày vô cùng. Tinh vân màu vàng này thoạt nhìn cũng không khác nhiều so với tinh vân do tinh cầu bình thường tự nhiên hình thành. Nhưng mà nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện giữa hai bên tồn tại khác biệt về bản chất. Tinh vân bình thường chính là tinh thể hấp thu nguyên khí của thiên địa, tập trung vận hóa mà thành, ở trạng thái tỏa ra, còn hiện tại từng mây tầng phía ngoài của vũ nham tinh lại giống như ở trong trạng thái cố định sừng sững không động, hoàn toàn không nhìn ra chút trạng thái lưu chuyển nào. Ngoại trừ điều đó ra, ở trong tinh không bên ngoài tinh cầu, lơ lửng từng mảnh vũng chiến hạm khổng lồ, ở trong đó còn kèm theo không ít thi thể của yêu tộc không trọn vẹn, ở nơi xa hơn một chút một trăm chiếc chiến hạm cực lớn giống như là một mạch núi cực lớn hình thành nửa hình cung ở trên tinh không bao vây xung quanh vũ nhâm tinh ở giữa chiến hạm có hình tròn hai đầu hẹp dài thoạt nhìn giống như là con thôi dệt vải toàn thân nó lập lòe ánh sáng bạc trong tinh không hiện lên từng ánh sáng trắng lấp lánh ở trong một mảnh ánh sáng màu bạc này còn có thể thấy từng đường vân màu vàng phát họa vô số đạo mực văn phiền phức xuyên qua toàn bộ thân hạm cuối cùng tập trung đến chỗ đầu hạm trên đó điêu khắc đồ dị thú cổ quái cực lớn mở phía sau một mạch núi màu bạc này chính là hơn trăm người khổng lồ mà áo bào màu vàng cao tới vạn trượng vẫn lẳng lặng đứng yên những người khổng lồ mà áo bào màu vàng bên hông buộc một cái dải lụa màu đen thật dài đầu dây từ thắt lưng thả xuống đến dưới chân từ vai tới bên lưng của gã lộ ra một đoạn dây to dài phía trên cột hai cái trống cực lớn hai cái trống này màu vàng mặt trên khắc các loại phù văn mà ở chính giữa lại là một cái hình con dị thú cổ quái đang mở miệng Chợt nghe được trong tinh không có tiếng kèn hiệu vang lên rõ ràng Tất cả những người khổng lồ mà áo bào màu vàng đều lỗ ra thần sắc hờ hững Nâng tay phải lên Ở trong bàn tay khổng lồ của bọn họ đang cầm một cái dùi trống vô cùng lớn Đánh về phía chiếc trống cực lớn ở thắt lưng của mình Âm một tiếng Hơn trăm cái dùi trống cực lớn đồng thời hạ xuống Vô cùng tinh chuẩn đập vào chỗ ở giữa ngay hình vẽ con dị thú đang mở miệng kia. Chỉ thấy mặt trống màu vàng lún xuống, sau đó lại chợt bắn ngược lên. Một sóng chấn động vô hình nhất thời truyền ra, lan về phía những chiến hạm màu bạc ở phía trước. Kèm theo sóng chấn động vô hình, từng từng trung kích, từng đảo phù văn trên các chiến hạm màu bạc bắt đầu sáng lên. Từng năng lượng sóng chấn động mà mắt thường có thể thấy được theo thân hạm điên cuồng phun ra, truyền về phía đầu hạm. Trên đầu của mỗi chiến hạm đều có dựng một cái cột trụ khắc hình đầu con dị thú quái dị còn đang mở cái miệng khổng lồ ra từ đó sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng chói mắt chỉ thấy chiến hạm khổng lồ màu bạc giống như thân núi chấn động mạnh một cái hơn trăm cái màu lớn khổng lồ màu vàng với ánh sáng cường đại từ trong miệng của dị thú bắn nhanh ra lao về phía trên vũ nham tinh liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm truyền ra trên tinh không vang lên những tiếng nổ cực lớn mấy tầng tinh vân màu vàng phía ngoài vũ nham tinh âm âm chấn động mặt ngoài nổ mạnh tạo ra hơn trăm vòng xoáy cực lớn giống như những đóa hoa không ngừng mở rộng dọc theo phương hướng thuận chiều kim đồng hồ xuyên qua mỗi vòng xoáy có thể nhìn thấy được ở phía dưới tinh vân màu vàng còn có một tầng tinh vân màu vàng đất dưới dạng màn ánh sáng phía trên phân bố chặt chẽ đường vân hình thôi cực lớn cũng có vô số phù văn huyền diệu ở trên đó đang lập lòe ra ánh sáng giữa không trung tiếng sấm dần dần thu lại sau khi những tinh vân màu vàng chấn động lại một lần nữa chuyển vào trạng thái yên tĩnh những vòng xoáy cực lớn bắt đầu thu lại từng chút một cho đến khi biến mất liên tiếp những tiếng trống không ngừng vang lên mấy trăm cự mâu với ánh sáng màu vàng từ trên chiến hạm liên tiếp đánh ra trực tiếp đập vào trên tinh vân màu vàng khiến cho nó nổ ra nghìn lỗ trăm lỗ nhưng mà bất luận những chiến hạm này công kích như thế nào những tinh vân màu vàng này lại giống như là vũng lầy bị đá nhỏ rơi vào, luôn có thể khôi phục lại sự yên tĩnh. Trên một cái chiếc chiến hạm lớn bên trong hạm đội, hơn ngàn chiến sĩ mà áo giáp màu bạc đang xếp thành hàng chỉnh tề trên đại chỉ huy. Chỉ chờ hộ tinh đại trận của Vũ Nham Tinh bị công phá, sẽ liền lập tức sát nhập vào trong đó. Ở trong một cái gian mật thất của chiến hạm, trên một chiếc bàn con dài hẹp, bày một cái lưu hương đồng xanh cổ. Khói từ trong đó chậm rãi bay ra, khiến cho toàn bộ bên trong mật thức đều tràn ngập một mùi đàn hương thoang thoảng. Bên trái chiếc bàn có mấy cái ghế thái sư, có một nam tử trung niên khuôn mặt nho nhã, mặc áo bầu trắng đang ngồi. Trong tay của gã đang cầm một quyển sách cổ thanh phong, ánh mắt gã lại không nhìn lên trang sách, thân sắc có vài phần nung nóng. Bì lưu thiên tướng, năm cung thiên tướng, chiến hạm bên ta đã công kích liền mấy canh giờ, nhưng trước sau không cách nào công phá được hộ tinh đại trận của vũ nham tinh ba tộc thiên phượng lại co đầu rút cổ ở trên vũ nham tinh không chịu đi ra không biết tiếp theo phải sắp xếp như thế nào một nữ tử mặc giáp màu vàng dáng người lả lướt hướng về phía trước hôm người mở miệng nói nữ tử này có khuôn mặt tuyệt mỹ da thịt trắng hơn tuyết đó không phải ai khác chính là tây môn tuyết mong quy tộc nổi danh vì sự bền vững kiên cố và tính chịu đựng tộc nhân không chỉ có thân thể kiên cường dẻo dai vượt xa các yêu tộc khác bọn họ lại giỏi nhất là xây dựng đại trận phòng ngự Năm đấu đại trận phòng ngưu chủ tinh di thiên cự dương nhất tộc Chính là do bọn họ ra tay Người vừa nói chính là một nam tử trung niên hình thể cao to Mặt chiến giáp màu xanh sẫm, Màu da tương đối tối Khuôn mặt đầy nghị lực Góc cạnh rõ nét Toàn thân trên dưới tản ra một loại khí tức cường hãn vô cùng Ở trên cổ của gã có một cái dấu vết cổ xưa màu đỏ sậm Kéo dài từ cổ họng đến sau tay Có vài phần dữ tợn Bì lưu huynh Thật không biết huynh có tâm tính tốt như vậy Nếu chẳng may vũ nhâm tinh lâu không công kích được Ta và huynh làm sao có thể ăn nói được với phía trên đây Nam cung cảnh mặc áo bầu trắng Thả tay xuống trong cuốn sách Mở miệng hỏi Nam tử trung niên mặc chiến giáp màu xanh sẫm Chính là bì lưu tiên tướng Từng cho triệu tiễn thủy lông nghịch lưng <laughs> Nam cung lão đệ nào Không cần lo lắng đâu đợi trận vũ nhâm tinh này ít ngày nữa Nhất định sẽ phá được mà thôi Bị lô tiên tướng vừa cười vừa nói Âm thanh lại giống như là kim loại ma sát với nhau Tiếng vô cùng khó nghe Hả? Ít ngày nữa liền có thể phá được sao? Tại sao vậy? Sau khi năm cung cảnh nghe xong liền vui mừng Vội vàng đứng lên hỏi Bị lô tiên tướng nghe như vậy Lại chấp tay cười cũng không nói gì Tề mộng tuyết đứng hậu ở một bên Trong mắt bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc khác thường Chỉ có điều trong nháy mắt nàng liền che nắp Không còn có thể thấy được nữa Đúng rồi, trước đó không thể phá hủy liên minh yêu tộc của Di Thiên Cửu viên Mỗi họa này chưa qua, lúc này cũng đừng đi sinh sự với bọn họ, làm ảnh hưởng tới kế hoạch tiêu diệt ba tộc hiện tại. Bị Lô Thiên Tướng nói. <laughs> liên minh Di Thiên Cửu viên và yêu tộc thiên hà này thực sự là một phiền phức mà. Đặc biệt là minh chủ nhân tộc Thạch Mục kia, càng là một nhân vật không thể khinh thường. Chỉ có điều cũng không nhất định phải lo lắng quá đâu. Theo ta được biết, lúc này bọn họ vẫn đang tìm kiếm ở gần chiến trường lúc trước, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ tuyệt đối không cách nào chạy tới nơi này nam cung tiên tướng vừa cười vừa nói nếu là như vậy không có vấn đề gì nữa tề môn tuyết nè ngươi đi truyền đạt chiến lệnh tiếp tục tăng cường tấn công đại trận của vũ nham Tinh, không được thọ lỏng bị lô tiên tướng nghe được lời nói này mới yên tâm hạ lệnh tuân mệnh tây môn tuyết lên tiếng xoay người đi ra khỏi mật thất Trong thủy triệu lưu hỏa, lúc này thân sắc thành mục đang ngưng trọng, nhìn thân thải nhi ở sâu bên trong hỏa diễm. Càng nguyên yêu hỏa bao quanh thải nhi, cắn đốt hỏa diễm màu xanh lam xung quanh, nhanh chóng lớn lên, rất nhanh từ kích thước một trượng, biến thành kích thước bốn năm trượng. Thải nhi tản ra khí thức cũng càng ngày càng lớn mạnh, dần dần đạt tới một điểm giới hạn. Thải nhi trùng kích chưa từng có thể đột phá được. Hình như có chút không thuận lợi lắm sao? Thành mục nhíu mày, Lần đột phá này của Thải Nhi có cơ hội thành công cũng là hên xui Với lại phải cần đợi thời gian tích lũy đến 3-4 ngày lận Nhưng mà lúc này Thạch Mục làm gì có được thời gian mấy ngày để ở lại chỗ này Tây giúp người một tay, đột phá được hay không Vậy phải xem ngộ tính của người như thế nào rồi Thạch Mục thì thào tự nói, một chỉ điểm ra Một đạo hồng quang nhàn nhạt từ đầu ngón tay bay ra Tiến vào trong ngọn lửa màu xanh lá cây Đó là lĩnh ngộ của Thạch Mục đối với thần cảnh Còn có tìm hiểu về hỏa diễm pháp tắc nữa bởi vì giữa hắn và Thải Nhi có khế ước chủ phó, liên kết tâm thần, cho nên hắn mới có thể sử dụng loại phương pháp này, đối với người khác thì lại không được. Trong ngọn lửa màu xanh lá cây, thân thể Thải Nhi chấn động, trong đầu từ trong không trung hiện ra từng đại đạo chí lý, hỏa diễm huyền ảo. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Nó tìm hiểu những chí lý này trong lòng rộng mở trong sáng, cuối cùng nó đột phá bình cảnh thần cảnh, trên người phát ra một khí thế vô cùng cường đại lấy thải nhi làm trung tâm bên trong phạm vi mấy trăm trượng hỏa diễm màu xanh lam chấn động mãnh liệt hình thành một cái vòng xoáy cực lớn hội tụ về phía chính giữa ngọn lửa màu xanh lá cây bỗng nhiên tăng mạnh nhanh chóng phụng lớn hình thành một quả cầu lửa màu xanh lục cực lớn trong mắt thạch mục lộ ra vẻ vui mừng âm thầm gật đầu trên chiến hạm các thần cảnh khác từ xa nhìn tất cả những điều này trong mắt đều hiện lên thần sắc kinh ngạc quả cầu lửa màu xanh lục nhanh chóng hấp thu âm hỏa màu lam xung quanh rất nhanh lại lớn lên gấp mấy lần, giống như là một ngọn núi nhỏ. Bên trong quả cầu lửa, mơ hồ có thể thấy vô số nước ngầm điên cuồng phun ra, hình như đang phát sinh biến đổi kịch liệt gì đó. Quả cầu lửa màu xanh lục chấn động kịch liệt phát ra những tiếng ầm ầm, phía trên hiện ra từng vết nứt lập tức đột ngột nổ tung mở ra. Một bóng dáng cực lớn từ bên trong bay ra, phóng lên cao, đó chính là Thải Nhi. Lúc này hình thể Thải Nhi đại biến, thân thể trở nên thon dài hơn so với trước rất nhiều, nhất là lông đuôi, dài ra gấp mấy lần. Trên đầu nó mọc ra chín cái lông chim nhiều màu, hình thành một cái mũ chín màu. Cái bóng xoay quanh ở giữa không trung, giống như là thần thú phượng hoàng trong truyền thuyết vậy, ưu nhã, cao quý. Thải nhị bay lượng xoay quanh ở giữa không trung hít sâu một hơi, nó há cái mỏ ra, liên tiếp phát ra những tiếng kêu liên tiếp, phá hủy vẻ ưu nhã cao quý trước đó. Thần cảnh, không sai, thần cảnh, bụng đại gia đất. Anh là càng anh dương cũng là chúa tể dạng điểu trên thế gian này kể từ ngày hôm nay tất cả vinh quang tất cả dân và thần thánh cao quý uy vũ tất cả tồn tại hèn mọn trên thế gian này đều phải thần phục ở dưới uy nghiêm vô tận của bản dương ta sẽ dẫn dắt các ngươi úi da tiếng kêu giống như tiếng chuông hỏng thoáng ngừng lại thân thể thải nhi bị một bàn tay hỏa diễm khổng lồ nắm lấy kéo từ giữa không trung xuống một người đã dừng lại một khoảng thời gian rồi tiếp tục đi thôi giọng nói bình thản của thạch mục vang lên các yêu tộc liên minh liếc mắt nhìn nhau thường sắc cổ quái mây lửa màu đỏ bao phủ chiến hạm lại phát ra ánh sáng lưu chuyển tiếp tục bay về phía trước mặt thành mục đứng ở chỗ cao nhất trên một chiếc chiến hạm phước tay đánh ra từng pháp quyết điều khiển mây lửa màu đỏ Thại nhi đứng ở trên bả vai của hắn lúc này đã khôi phục lại kích thước ban đầu chỉ có điều thân thể biến hóa cũng không biến mất thạch đạo nè À, thật giác giả lắm mới có thể có một lần đắc ý như vậy người còn tới quấy rầy nhã hứng của ta nữa chứ Thạch nhi có chút bất mãn oán giận thương sắc vẫn đầy hưng phấn thời gian quý giá mà ta không tránh nghe người ở đó mà kêu loạn đâu thạch mục thẳng nhiên nói Thạch nhi miệng há hốc nhìn thạch mục làm ra cái bộ mặt quỷ <laughs> ta cuối cùng đã tiến ngay thần cảnh thần cảnh càng anh trên dạng năm lịch sử của càng anh tộc cũng không có mấy người thật đầu nè chúng ta nhanh chóng đi một chuyến thiên phượng tộc nếu như gia hỏa đồng đầu kia thấy ta đã là đại năng thần cảnh không biết sẽ có biểu tình gì thật sự muốn lập tức nhìn thấy cái bản mặt của nó đó <laughs> thái nhi hưng phấn không giảm ở trên vai thạch mục kêu tới kêu lui thành mục bất đắc dĩ thở dài không nhịn được sự phiền nhiễu à, được rồi được rồi ngươi cũng đừng có đùa nữa ngươi vừa mới tiến cấp thần cảnh nhanh đi củng cố cảnh giới một chút đi chưa đến vũ nhâm tin, sợ rằng còn một trận đại chiến phải đánh nữa kìa hắn nói cũng đúng vậy ta đi bế quan đây thải nhi nghe được lời nói này nhất thời thu hồi vẻ mặt hưng phấn bay về phía bên dưới thành một thở nhẹ ra một hơi cuối cùng có thể thanh tĩnh một hồi từng pháp quyết bay ra mây lửa màu đỏ tăng nhanh tốc độ màu của hỏa diễm trước mặt lại chợt thay đổi biển lửa màu vàng lại xuất hiện thành một hít sâu một hơi uy lực của ngọn lửa màu vàng vượt xa các loại hỏa diễm trước đó Lúc này hắn không phải chỉ có một người, hắn còn mang theo năm chiếc chiến hạm không thể khinh thường. Trong miệng hắn lẩm bẩm, ánh sáng mây lửa màu đỏ bỗng nhiên tăng mạnh. Mây lửa xung quanh đột nhiên dậy hơn gấp mấy lần, bao quanh lấy năm chiếc chiến hạm vọt vào trong biển lửa màu vàng. Vũ Nham Tinh Bên trong bản tông bàn quy tộc, trên một quảng trường vô cùng rộng rãi, có 10 chiếc chiến hạm thuyền màu vàng đang đổ, trong đó phần lớn đều đã bị tổn hại, có vẻ có chút đổ nát. Ở chỗ gốc quảng trường phía tây bắc còn có mấy chiếc chiến hạm đã bị chia năm xẻ bảy. Xung quanh đang có mấy trăm người bay lại, đang tháo dỡ một ít bộ phận linh kiện quan trọng từ trên đó xuống. Phía sau quảng trường là một dãy nhà nối liền dài trăm trượng, ở trong đó đều đông nghịch người, thỉnh thoảng truyền ra những tiếng kêu rên hoặc cao hoặc thấp. Những người bị thương trong khi giao chiến lúc trước, tất cả đều được tập trung ở đây để xử lý vết thương, khiến cho nơi đây thoạt nhìn giống như là bị mây đen bao phủ, vọng ra những tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Chủ điện tông tộc của bàn quy tộc sở hữu 6 tòa, tập trung phân bố ở vị trí giữa tộc địa. Trong đó một tòa lớn nhất hiện ra hình năm cạnh, hai bên trái phải đều có hai tòa thiên điện hình chữ nhật. Ngay phía trước lại có một chỗ đại điện hình vuông. Nếu từ trên cao quan sát, hình dạng chỉnh thể của 6 đại điện này lại giống như một con địa huyền quy đang nằm. Ở trong đại điện hình vuông phía trước, mười mấy cường giả yêu tộc tu vi cao thâm đang tụ tập, trong đó dẫn đầu chính là tộc trưởng ba tộc thiên phượng địa long và bàn quy lúc này bên trong đại điện là một mảnh mây đen mù sương trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ u ám những tiếng động ầm ầm rất lớn vang lên đại điện chợt chấn động một hồi người trong điện đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà với sự công kích không ngừng nghỉ như vậy cũng không biết đại trận này còn có thể chống đỡ được bao lâu đây một nam tự áo bầu tím trầm mặt một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng nói Gã vừa nói như vậy, trong đại điện nhất thời vang lên những tiếng thở dài. Địch huynh cứ yên tâm đi, hổ tinh đại trận của bằng quy tộc ta không có khả năng dễ phá như vậy đâu. Với mức độ công kích như bây giờ, chỉ cần linh lực trên vũ nham tin ta không hết, có cho bọn chúng 8 năm 10 năm cũng chưa chắc có thể công phá được đâu. Một đại hán thân hình khôi ngô mở miệng nói. Hai người trước sau vừa nói chuyện chính là tộc trưởng địa long tộc địch ngạn và tộc trưởng bằng quy tộc lục quỳ chung Ta thấy Lục Huynh có chút quá tự tin rồi Năm đó hộ tinh đại trận của Di Thiên Cự viên nhất tộc Không phải cũng được coi là kim cương không phá sao Cuối cùng không phải cũng bị công phá Ngay cả tinh cầu cũng bị hủy diệt sao Lúc này nhìn như kiên cố Nhưng ai biết thiên định có thủ đoạn gì khác hay không chứ Tộc trưởng địa long tộc địch ngạn nghe như vậy Hoàn toàn không cảm thấy thoải mái Trực tiếp nói Lục Huynh à Địch Huynh nói cũng không phải không có đạo lý Theo ta thấy chúng ta không cần tranh cãi làm gì nữa Tốt nhất là nghĩ biện pháp đột phá dòng dây trước đã sau đó tạm thời rời khỏi vũ nhâm tinh bảo tồn thực lực đợi ngày sau một lần nữa tập trung lực lượng lại tùy thời phản công trở về tộc trưởng thiên phượng tộc triệu giận cũng đi lên phía trước mở miệng khuyên nhủ họ vị sao lại đều nói như vậy chứ nếu lúc này bị bao vây tấn công chính là chu thức tinh của thiên phượng tộc ngươi hoặc là địa quyền nguy tinh của long tộc các ngươi hộ tinh đại trận còn chưa phá các ngươi có thể xem thường buông tha sao trên mặt lục quỳ chung hiện lên một chút không vui nói Lục Huynh không phải như vậy Với tình hình hiện tại này Huynh cũng thấy rồi đó Nếu như chúng ta không đột phá dòng dây ra ngoài Mà cố thủ ở nơi này Sớm hay muộn gì sẽ bị thiên đình công phá Huống hồ sau khi chúng ta bị nhốt ở đây Cũng khó bảo đảm được trong tộc của hai chúng ta Sẽ không xảy ra biến cố gì Địch ngạn nói hồ, Nói cho cùng Còn không phải là lo lắng tới an nguy của chính tộc quần các ngươi Nếu muốn đột phá dòng dây rồi đi Các ngươi rời đi đi Bằng quy tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha chủ tinh của mình Nơi đời đời sinh sôi nảy nở xin lợi. Lục quỳ chung cả giận nói Lục huynh nói gì vậy chứ Ba tộc chúng ta luôn luôn ở cùng trên một cành cây Sao có chuyện dứt bỏ không để ý tới chứ Tuy rằng hạm đội hiện tại không cách nào xông ra khỏi dòng dây của thiên đình Nhưng chúng ta cũng đã thông qua trận pháp truyền tống phái người trở lại Chờ bọn họ dẫn diện binh tới Đến lúc đó chính là ngày chúng ta đột phá dòng dây rồi Triệu dẫn thấy lục quỳ chung nổi nóng Lập tức trấn an nói Dứt lời gã lại nhìn về phía địch ngạn nháy mắt ra hiệu Hiện nay cũng chỉ có thể chờ đợi diện binh chỉ mong hộ tin đại trận của người thực sự kiên cố như người nói vậy Đinh Ngạn hiểu rõ ý tứ của Triệu Dận Không lẽ nhắc tới chuyện đột phá vòng vây nữa Nhưng giọng nói ra cũng không mấy êm tai Lục Quỳ Trung hừ lạnh một tiếng Phước tay áo ra khỏi đại điện Đi tới đại điện chính giữa của sáu đại điện Những người khác thấy như vậy cũng đều ra khỏi đại điện Một hồi trò chuyện với nhau đã kết thúc trong sự tan rã không vui Triệu Huynh à, ta cũng hiểu rõ Lục Huynh không muốn buông thành nơi đây Đây cũng là chuyện thường tình của con người vốn không có gì đáng trách cả Chỉ là dưới tình thế ngày hôm nay Chúng ta cũng không thể cùng bọn họ ở tại đây ngồi chờ chết được Sợ rằng phải suy nghĩ một vài thượng sách khác đấy Địch ngạn thấy lục quỳ chung đã rời đi Mới nhìn triệu giận nói Lục huynh à Nếu như huyền vũ bằng dân đại trận này không giải trừ Chúng ta muốn đột phá dòng dây của thiên đình rời đi Cũng khó mà làm được chỉ mong đại trận này thực sự có thể đủ chống đỡ đến khi diện binh của tộc ngươi và ta chạy tới được đó. Triệu dẫn có chút ít lo lắng nói. Theo ý của ta, chúng ta tốt nhất vẫn sớm chuẩn bị sẵn sàng Một khi đại trận này bị phá, chúng ta... Đinh ngạn nói ra phân nữa, liền im lặng không nói nữa Ngươi là nói... Triệu dẫn vừa mở miệng lại không nói ra những lời sau Hai người nhìn nhau một lúc lâu, dường như trong lòng hai bên đều hiểu nhưng không nói ra Mỗi người châu mày gật đầu Hơn nửa ngày sau, một chỗ thủy triệu lưu hỏa khác Một mảnh mây lửa từ bên trong lao ra, mây lửa cuồn cuộn giống như cá vôi hút nước cuốn ngược lại biến thành ba cái lá cờ màu đỏ bay trở về trong tay thạch mục theo mây lửa tản đi năm chiếc chiến hạm của liên minh hiện ra cuối cùng đã đi ra rồi các yêu tộc của liên minh phát ra những tiếng hoang hô sắc mặt thạch mục có chút tái nhợt quay đầu liếc mắt nhìn về thủy triệu phía sau một cái tiếc núi thở dài thoạt nhìn giống như là cảnh thực được nén lại cực hạn trong rất sống động ở trên sa bàn này có thể thấy hơn 30 chỗ đều có dựng thẳng một tấm bia đá màu đen. Trên những tấm bia đá đang chớp động hoàng quang giống như mưa lất phất, giống như ăn ý liên tiếp chớp động nối liền với nhau. Mở năm tấm bia đá ở giữa lại có một khối thạch đài hình tròn, phía trên khắc một cái độ văn cực kỳ cổ xưa huyền diệu. Lục Quỳ chung đi vào trong đại điện, ánh mắt nhìn về phía sa bàn trên mặt đất, chỉ thấy trên đó hơn 30 tấm bia đá màu đen đều đang lập lòe ánh sáng trên gương mặt đang căng thẳng mới lộ ra vẻ tươi cười Là ở ở bên ngoài Lúc này gã đột nhiên cảm giác được từ bên ngoài Có thêm một đạo khí tức có chút cường đại Gã lập tức trầm giọng hỏi Khởi bám lục tộc trưởng Tại hạ là hãng chiếc của linh phù tộc Một âm thanh vang lên ở bên ngoài Họ hỏi tôi là hãng đạo hữu hả Vào nói chuyện đi Lục quỷ chung nghe như vậy thần sắc có chút hòa hoảng Nói Nói xong gã phước tay lấy ra một cái lệnh bài Có dáng vẻ của một huyền quy Hướng về phía chỗ cửa điện vung lên, một tầng màn ánh sáng màu vàng lập tức hiện ra, chớp động một cái sau đó lại biến mất. Thời điểm vừa rồi, đại hạ ở Bắc Vũ Thành dò xét, phát hiện ra có gian tế của thiên đình trà trộn vào ta liền ra tay giết chết hắn rồi, ta cảm thấy cần phải báo cáo cho lục tộc trưởng về chuyện này liền mạo mũi tới nơi này. Hãng chiếc đi vào đại điện, nhìn về phía lục quỳ chung thi lễ một cái, cùng kính đáp. Trên vũ Nhâm tinh, trận pháp truyền tống có thể thông với tinh cầu phía ngoài chỉ có hai nơi. Một chỗ là Bắc vũ thành, một chỗ chính là trong bàn quy tộc của ta. Chuyện này trước đó ta đã ăn bài nhân thủ phong tỏa và theo dõi mật thiết trận pháp rồi. Không ngờ vẫn còn của dân thế lẫn vào, may mà giờ có hãng chiếc đạo hữu. Lục Quỳ Trung nghe như vậy, nói. Những tạc tử thiên định này tất nhiên là thấy hộ tinh đại trận vũ Nhâm tinh không có cách nào công phá, muốn phải dàn tế tiến vào bên trong vũ Nhâm tinh tiến hành phá hủy, Tại hạ tuy rằng tiêu diệt một người Nhưng lại không biết còn có gian tạc nào lén vào hay không nữa Chân mày của hãng chiếc nhíu chặt lại Có chút lo lắng nói Hãng chiếc đầu hữu nói như vậy Đúng là có vấn đề Pháo đại kiên cố bình thường đều bị công phá từ bên trong Hiện tại xem ra còn cần tăng cường bảo vệ Đối với huyền vũ bằng dân đại trận Đúng rồi hãng chiếc đầu hữu nè Lúc trước hai tộc thiên phượng địa long Đều có ý khuyên ta buông tha vũ nhâm tin Không biết chuyện này ngươi thấy như thế nào vậy Lục Quỳ chung nhìn hãng chiếc Chuyển đề tài câu chuyện hỏi theo tại hạ thấy, thấy tấn công của thiên định đang mạnh Lúc này nếu mạnh mẽ đột phá dòng dây Không khác nào tự tìm đường chết Mà chữa vào hộ tính đại trận của vũ nhâm tinh che chở Chúng ta mới có thể quay giáo một đoàn cơ hội Hãng chiếc nói Sau khi lục quỳ chung nghe xong Trên mặt hiện ra nụ cười mỉm Mở miệng hỏi Nếu như Gã còn chưa nói hết lời liền bị hãng chiếc tiếp lời nếu như hai tộc thiên phượng mà cố ý rời đi Vậy linh phụ tộc ta kiểu gì Cũng nhất định kiên quyết cùng bàn quy tộc đứng chung một chỗ Cùng chống lại sự xâm lược Ủa, tao quả nhiên không nhìn lầm ngươi Tuy rằng huyền chủ bằng dung đại trận này Đều có trận pháp bảo vệ Nhưng ở thời khắc đặc biệt này Sợ rằng chỉ dựa vào trận pháp khó bảo toàn được Lúc này số lượng cường giả bằng quy tộc ta chưa đủ Xem ra đành phải làm phiền hãng trước đạo hữu Hỗ trợ bảo vệ thay một chỗ trận máu chốt rồi Sau khi lục quỳ chung nghe xong Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn Một lát sau Gã chỉ thoáng trầm ngâm lại tiếp tục nói Trách nhiệm lớn như vậy Tại hạ sợ rằng khó có thể gánh giác được Huân hồ hãng chiếc là một ngoại tộc Sao dám liên quan đến nơi cơ yếu của quý tộc Vẫn mong lục tộc trưởng mời những người cường giả khác đi Hãng chiếc nghe như vậy vội vàng từ chối Nói Hãng chiếc đầu hữu nè Hiện tại yêu tộc chúng ta liên minh Linh phụ tộc các ngươi cũng là một thành viên Làm sao có thể còn phương chia bên này bên kia huống hồ trải qua khoảng thời gian này ta đã quan sát Hãng chiếc đạo hữu tư chất các tuyệt hành sự trầm ổn chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của liên minh chúng ta nếu nói là người khó có thể gánh vác trách nhiệm này vậy còn có người nào có thể gánh vác được đây hiện tại chính là thời khắc sinh tử tồn vong của liên minh ngươi không nên từ chối nữa lục quỳ trung nói vậy vậy được rồi tại hạ cũng sẽ không từ chối nữa chỉ là không biết lục tộc trưởng muốn tại hạ bảo vệ chỗ vị trí quan trọng nào của đại trận sau khi hãng chiếc do dự một lát mở miệng nói Hòn trước đầu hữu trên sa bàn này chỗ những tấm bia đá màu đen chính là vị trí quan trọng của đại trận. Chỗ ở góc tây bắc trước xa xôi, cứ giao cho người tới bảo vệ vậy. Lục Quỳ Trung chỉ tay về phía sa bàn nói. Ánh mắt hẳn chiếc cẩn thận đảo qua phía trên của sa bàn chỉ thấy trên đó có 35 tấm bia đá màu đen được phân bố không theo quy luật nhất định nào. Có cái ở trên đỉnh núi cao, có cái ở sâu bên trong u cốc, có cái có nơi bị rêu xanh bao trùm, có cái thì bị thác nước che đi, nhưng mà tất cả đều không ngoại lệ đều có hoàng quang lất phức giống như ăn ý liên tiếp chớp động thì ra là như vậy hả đại hạ đã hiểu rõ rồi vậy ta lại triệu tập cùng tộc đi bảo vệ nơi này hãng chiếc chắp tay nói như vậy rất tốt rồi vậy làm phiền cho hãng chiếc đậu hủ rồi lục quỳ chung vừa cười vừa nói sau đó gã gọi ra một trưởng lão trong tộc để cho gã cùng đi với hãng chiếc bay về phía tây bắc dọc theo phương hướng tây bắc bay khoảng mấy trăm dặm lại đi về phía tây bắc cách mấy trăm dặm liền có thể thấy một tấm bia đá màu đen sau khi lướt qua sáu chỗ đám người hãng chiếc mới tới cái chỗ tấm bia đá gốc trận cần bọn họ bảo vệ các vị thủ dễ gốc trận chuyện quan trọng vẫn mong mọi người hoàn toàn nâng cao tinh thần hãng chiếc nói với mọi người sau khi mọi người trịnh trọng đáp ứng tất cả đều phân tán ra vây quanh tấm bia đá mà thủ vệ hãng chiếc ngẩng đầu cẩn thận đánh giá tấm bia đá chỉ thấy phía trên mặt bia đá đang có hoàng quang phức giống hệt với khi nhìn thấy ở trên sa bàn mà tấm bia đá màu đen trước mắt cao tới hơn 10 trượng trên đó có một mặt khác đầy các loại phù văn huyền diệu vô cùng mặt khác lại lấy chữ triện cổ lớn ghi chép về lịch sử thiết lập một đại trượng này từ trên bia đá hãn chiếc biết được huyền vũ bàn vân đại trượng này xuất phát từ tây tộc trưởng đệ thứ nhất của bàn quy tộc bởi vậy gã lấy linh mạch trong lòng đất vũ nham tinh làm trận nguyên lại mượn trận thế từ sông núi trên vũ nham tinh do đó có thể kiến tạo ra một hộ tinh đại trận vững chắc vô cùng như vậy. Nhìn ra ngoài một hồi, sau đó hãng chiếc cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng tiếng nổ ầm ầm, chiến hạm thiên đình không ngờ tấn công liên tục một mực không ngừng công kích. Cũng không biết rằng trong thời gian bao lâu, sắc trời đã dần dần tối xuống rồi. Ánh sáng trên tấm bia đá chiếu sáng xung quanh, mơ hồ có thể thấy mấy cái bóng màu đen đúng lúc này xung quanh tấm bi đá đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ có vẻ hết sức thống khổ sau khi mọi người nghe xong thì lập tức cả kinh vội vàng xông tới bao vây chỉ thấy hãng chiếc hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt thống khổ ngã trên mặt đất à, nè xảy ra chuyện gì vậy hãng chiếc vài người của linh phụ tộc vội vàng vây lại xảy ra chuyện gì vậy đã xảy ra chuyện gì tên trưởng lão bằng quy tộc kia cũng rất kinh ngạc đi theo phía sau người của linh phụ tộc xẹt tới ta không sao hãng chiếc vừa nói như vậy trong mắt lại đột nhiên phát ra một ánh sáng kỳ lạ đúng lúc này một đám hơi nước màu trắng đột nhiên từ trên người của gã tuôn ra trong nháy mắt lại bao phủ tất cả mọi người xung quanh vào trong đồng thời khí tức trên người gã phát tán trực tăng lên không ngờ một lần hành động gã đã đột phá tới thường cảnh xin lỗi các vị đều chết hết đi hãng chiếc lạnh giọng nói chỉ nghe bụp một tiếng đám hơi nước màu trắng chợt đông cứng lại thành băng cứng màu trắng từ trong đó chợt đâm ra mấy trăm cái gai băng giống như là bụi gai sắc bén nhọn trong nháy mắt liền đâm thấu tim của tất cả mọi người xung quanh tại sao ngươi nơi đây ngoại trừ hãng chiết ra tu vi tộc trưởng bằng quy tộc kia là cao nhất lúc này đối mặt với hãng chiếc tu vi đột nhiên tăng mạnh vẻ mặt của gã vô cùng kinh ngạc gã còn chưa nói hết lời băng gai đâm vào trong cơ thể của gã giống như là sinh trưởng từ đó phân ra càng nhiều gai nhọn hơn trực tiếp xé rách vị tộc trưởng này thành mảnh nhỏ. Hãng chiếc đứng dậy, nhìn lướt qua những thi thể còn sót lại trên mặt đất. Gã tiện tay điểm ra một cái, một ngọn lửa nóng bỏng liền từ đầu ngón tay của gã chợt phun mạnh ra ngoài, cắn nuốt những thi thể còn sót lại này. Chỉ có điều một lát hỏa diễm tắt, trên mặt đất ngoại trừ một ít vết tích cháy đen ra, ngay cả một chút khí tức của những người đó cũng không tìm được. Hãng chiếc cười lạnh một tiếng, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía tấm bia đá màu đen kia, hai tay của gã đều để ở trước người, liên tiếp bấm động pháp quyết. Ở trong bàn tay còn lại, từng đường vân màu vàng nổi lên, từ đó truyền ra một khí tức nóng bức vô cùng. So với hỏa diễm vừa thiêu đốt hủy đám thi thể còn lại, càng nóng hơn gấp mấy lần. Một tiếng động nhỏ vang lên, trên lòng bàn tay gã đồng thời sáng lên hai ngọn lửa màu đỏ đậm. So với ánh sáng trên tấm bia đá không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy hai tay của gã mở ra, nhẹ nhàng đẩy về phía bia đá màu đen. Nhưng mà hai tay gã còn chưa va chạm vào mặt ngoài của tấm bia đá, thì sáng màu vàng trên tấm bia đá lại đột nhiên đại thịnh bừng lên. Ở vòng ngoài hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, chắn hai tay của gã ở bên ngoài. Hãn kiết hừ lạnh một tiếng, lực lượng ngọn lửa màu đỏ đậm trên hai tay lại tăng lên gấp đôi, thiêu đốt về phía cái màn sáng màu vàng. Phùng phục, trên màn sáng màu vàng vang lên những tiếng động lạ, từng sợi sương mù màu trắng từ trên đó bay lên, bị hỏa diễm thiêu đốt trồng nháy mắt. Màn ánh sáng màu vàng lại giống như có sinh mệnh, bỗng nhiên chấn động, chừng ám văn màu vàng thì dưới đấy màn ánh sáng kéo lên rất nhanh lấp đầy toàn bộ màn ánh sáng những ám văn màu vàng liên kết với nhau ở trên màn ánh sáng tạo thành một cái đường vân đồ đằng huyền quy với phong cách cổ xưa đường vân đồ đằng huyền quy vừa xuất hiện những tiếng động kỳ lạ trên màn sáng lập tức ngừng lại ngay cả khối trắng xuất hiện trước đó cũng biến mất không thấy hãng chiếc thấy như vậy liền nhướng mày mười ngón tay đặt ở trên màn sáng bỗng nhiên công lại giống như là ưng trảo chụp lấy phía trên màn ánh sáng ở đầu của mười ngón tay của gã có từng ngọn lửa màu đỏ đậm rất nhỏ, giống như từng con rắn đỏ bơi lượn. Theo mười ngón tay của gã quấn xuống, chui về phía trên màn ánh sáng. Đồ văn huyền quy trên màn ánh sáng nhất thời rung lên, vang lên những tiếng tinh tích rất nhỏ, từng luồng sương mù màu xanh từ trong đó xông ra. Chỉ một lát sau, trên màn ánh sáng xuất hiện mười cái lỗ nhỏ tròn vo. Sau khi mười ngón tay của hãng chiếc xuyên qua màn ánh sáng, lập tức phun ra hỏa diễm cường đại, thiêu đốt kịch liệt ở phía dưới màn ánh sáng. Chỉ thấy 10 cái lỗ nhỏ này theo hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, thực nhanh khuếch trương lớn hơn, màn ánh sáng giống như là băng bị tan chảy. Hãng chiếc thấy như vậy, khóa miệng cong lên, hiện ra một nụ cười mỉm. Gã thu lại hỏa diễm trong tay, đi tới phía trước bia đá màu đen. Bàn tay gã đưa về phía trước tìm kiếm, lùng bàn tay hiện ra một tầng băng cứng màu trắng, rất nhanh đã lan tràn về phía bia đá màu đen gần như chỉ là trong chớp mắt cả mặt tấm bia đá bị đông cứng lại sau đó bàn tay gã nắm chặt biến trưởng thành quyền trên tay thoáng cái giấy lên lửa mạnh cháy hừng hực chợt gã đập mạnh về phía tấm bia đá một tiếng nổ thật lớn vang lên hai loại lực lượng cực nóng cùng lạnh va chạm vào nhau kịch liệt nhất thời muốn nổ tung lên hàng băng màu trắng bao bọc bia đá màu đen phân tán ra bốn phía nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn bay vụt ra tám phương Ánh mắt hẳn chiếc dừng lại một lát ở những mảnh đá vụn trên mặt đất. Gã trở tay lấy ra một tinh thạch màu đen đặt ở vị trí bia đá màu đen. Cái tinh thạch màu đen này vừa được để xuống liền lóe sáng lên, phát ra một mảnh ánh sáng màu vàng đất. Cùng lúc đó, gốc tây bắc trên sa bàn trong đại điện hình năm cạnh của bàn quy tộc. Một khối bia đá màu đen bỗng nhiên nhất thời lóe lên, sau đó liền tắt đi. Lục quỳ chung đang khoanh chân nhắm mắt ngồi ở bên cạnh trực có cảm giác. Gã nhướng mày, hai mắt bỗng nhiên mở ra, Nhìn về phía gốc tây bắc trên sa bàn, đã thấy mấy khối đá ở nơi đó đều có ánh sáng, hoàn toàn không có chút gì đặc biệt. Lục quỳ chung nghi ngờ lắc đầu, cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài vũ nham tinh, trên một chiếc chiến hạm, hai người nam cung cảnh cùng bị lô đứng sống vai, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tinh vương màu vàng bên ngoài vũ nham tinh. Bắt đầu! Trên mặt bị lô lộ ra ý cười, âm thanh có chút hàng hàng nói... Lúc này trên mặt nam cung cảnh cũng đã không còn vẻ u sầu nữa. Gã chỉ vào nơi nào đó của mảnh tinh vân màu vàng này, phân phó tây môn tuyết, nói Triệu tập hạm đội di chuyển về bên kia, chuẩn bị đánh mạnh. Dạ. Tề môn tuyết đáp. Ánh mắt nàng nhìn lại về phía bên đó, chỉ thấy hoàng quang ở phía ngoài chỗ tinh vân này càng thêm mơ hồ, có vẻ có chút tan ra. Nhưng nếu không phải là người có thị lực hơn người hoặc chưa từng điều tra tỉ mỉ, lại căn bản không phát hiện ra được Tây môn Thuyết điểm mũi chân một cái, từ trên chiến hạm này bay vút lên trời cao, lao ra trận tuyến phía trước chiến hạm. Ai cũng không chú ý tới, lúc bay tới giữa không trung, bàn tay của Tây Môn Thuyết giấu ở trong tay áo, bấm niệm một pháp quyết, không biết tên. Một cái vòng kim quang thoáng lóe lên, lập tức biến mất. Trong biển sao mịt mờ, năm chiếc chiến hạm hình tròn đang nhanh chóng chạy về phía Vũ Nham Tinh. Thạch Mục đang cùng đám người đại trưởng lão đứng ở trên đài chỉ huy nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, xoay người trở về bên trong phòng của chiến hạm. Tiến vào gian phòng có bố trí kết giới kia, Thạch Mục liền thấy Kim Tiểu Thoa đang lấy một tư thế có chút mị hoặc, nằm nghiêng ở một bên, trang phục trước ngực hơi kéo xuống, lộ ra chút phong cảnh kiều diễm. Sao vậy? Thạch Mục mở miệng hỏi. Vừa có tin tức qua, nói hộ tin đại trận của bàn quy tộc sắp bị phá rồi. Kim Tiểu Thoa đáp. Bàn quy tộc nổi danh vì đại trận phòng thủ kiên cố, làm sao sẽ đột phá dễ dàng như vậy được? trong lòng thành một cả kinh hỏi. Cái đó thì ta cũng không biết nữa, dù sao tin tức ta nhận được chỉ có như vậy thôi. Kim Tiểu Thoa nhúng vai, nói. Thành Mục ở tại chỗ suy nghĩ một lát, sau đó hắn không nói gì nữa, xoay người ra khỏi. Một lần nữa đi tới trên đài chỉ huy. Ừ, tộc trưởng đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại trưởng lão thấy thường sắc hắn khác thường, mở miệng hỏi. Đại trận của bằng quy tục có khả năng xuất hiện vấn đề. Tình hình ở vũ nhâm tinh không ổn rồi, ta phải qua trước một bước đi. Thành Mục nói được rồi nhưng mà tổng trưởng không nên tùy tiện hành động chúng ta sẽ mau chóng chạy tới đó thương sát đại trưởng lão biến đổi chỉ hơi trầm ngâm nói như vậy vậy thì chuyện ở đây vừa cậy đại trưởng lão rồi thành một nói xong có một thanh âm vang lên phía sau lưng hắn có ánh sáng hiện lên hai cánh đen trắng kéo dài ra chợt đập mạnh một cái lao ra khỏi chiến hạm bay vào trong biển sao mịt mờ gần như chỉ là trong nháy mắt thương ảnh của hắn biến mất ở sâu trong biển sao tốc độ kia còn nhanh hơn so với chiến hạm gấp mấy lần Bên trong vũ nham tinh, ánh mắt hẳn chiếc từ trên khối tinh thạch màu đen khi dời đi, bỗng nhiên gã quay người lại, bay vút lên trời cao, lao nhanh về phía bắc. Cách đó mấy trăm dặm, trong một thiên vực có một bia đá màu đen khác dựng đứng. Ở phía dưới tấm bia đá, một lão già tóc bạc đang khoanh chân ngồi. Trên mặt của lão đầy nếp nhăn, viền mắt trũng sâu, mũi rất cao, hai gò má lúng xuống, hai cánh tay đặt hờ trên đầu gối giống như hai khúc củi, thoạt nhìn dường như là da bột xương vô cùng gầy gò, So với việc thân thể của lão khẳng kheo, chiếc trường bào phủ ở bên ngoài thân thể của lão có vẻ vô cùng rộng rãi, nhất là hai cái ống tay áo còn từ đầu gối kéo dài tới dưới mặt đất nữa. Đột nhiên mí mắt của lão thoáng động, hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Có một ánh sáng trong suốt vô cùng cường đại phát ra nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy giữa không trung có một đạo lưu quang xẹt qua rơi xuống trên mặt đất. Kéo đầu! Lão già trầm giọng quát, âm thanh có vẻ có chút khàn khàn. Lục dư trưởng lão Tại hạ là hãng chiếc của linh phù tộc Hãng chiếc đáp Ngươi không phải là kiểu trách nhiệm trấn thủ một góc trận sao Tới nơi này làm gì Lục dư hỏi Tại hạ tới đây là muốn lấy tánh mạng của ngươi Trên mặt hãng chiếc hiện ra nụ cười Nói Vừa dứt lời khí thế trên người gã đột nhiên tăng lên Khí tức thần cảnh hiện ra rõ ràng Hóa ra là gian tế của thiên đình Tiểu bô thiên gia thần cảnh chưa đủ nửa năm Lại có thể chăm tranh đấu như lão phu thật không biết ngươi là ngu muội hay là cuồng chống lực dư từ trên mặt đất đứng lên trong miệng cười nhạo nói dứt lời trên người lão có ánh sáng màu vàng lóe lên từng sóng chấn động linh lực cường đại từ toàn thân hắn phóng ra khiến áo bào của hắn vốn đang lay động chợt phồng lên trên người của lão phóng ra khí tức không ngờ cũng là một cường giả thần cảnh sơ kỳ xem ra ta nhìn nhầm rồi hóa ra cũng là một cường giả thần cảnh không trách được nơi này chỉ có một mình ngươi bảo vệ như vậy Hạng chiếc hơi ngẩn người ra Nhưng mà sắc mặt vẫn thoải mái như thường Vừa cười vừa nói Dứt lời cổ tay gã lại lực một cái Lấy ra một thanh cương đằng mâu Thần mâu lao thẳng liền đâm về phía lục dư Chỉ thấy cổ tay gã lại chuyển động Thanh cương đằng mâu xẹt qua trên không trung Tạo ra vô số hư ảnh Mâu nhọn giống như hoa sen xanh nở rộ Trong nháy mắt liền đâm ra mấy trăm đạo thương hoa Hướng về phía đầu của lục dư Lục dư thấy như vậy tay áo bào rộng thùng thình dơ cao cuốn một cái lại xóa sạch mấy trăm đạo thương hoa ở trong trời đêm linh bảo chân mày của hãng chiếc nhíu lại hơi ngạc nhiên nói chỉ thấy trường bào kim sắc trên người lục dư phát ra ánh sáng thoạt nhìn những ngôi sao dày đặc chi chít ở trong màn đêm vô cùng hoa mỹ chắc chắn chính là một linh bảo có phẩm chất không thấp hai tay áo lục dư lật một cái trên tay áo của phụ văn lập tức sáng lên hai ống tay áo phóng ra giống như hai con kim xà lao về phía trên người hãng chiếc chỉ thấy vô số ánh sao lấp lánh trên tay áo không ngừng chớp động rất nhanh đã kéo hãng chiếc vào giữa ánh mắt hãng chiếc nhìn lướt qua hai bên chỉ thấy toàn thân sáng một chút giống như rơi vào biển sao lớn trong lúc nhất thời cũng không biết lối ra ở phương nào lục dư thấy như vậy trong miệng cười lạnh một tiếng bàn tay ở trong ống tay áo liên tục bấm động pháp quyết trong miệng cũng ngâm nga những khẩu quyết huyền diệu ông một tiếng vang lên một chấn động kỳ dị theo hai tay áo lục dư truyền qua chiếu vào từng đạo tinh quang ở trên tay áo bào của lão ánh sáng đột ngột phát ra mỗi vị sao bay lượn ra nghiền ép về phía toàn thân của hãng chiếc hãng chiếc chỉ cảm thấy một trận áp lực thực lớn kéo tới toàn thân chân mày gã nhất thời nhíu chặt lại tiểu tử lực tinh thần gia tăng ở trên thân tư vị không dễ chịu ha tiếng vào hoảng kim tinh la bào của lão phu vậy đừng mong sống sót ra ngoài nữa giọng nói của lục dư khàn khàn trong giọng nói hoàn toàn không mang theo tình cảm chỉ là linh bảo cũng muốn dây khốn được ta sao chân mày hãng chiếc bắt đầu giãn ra giễu cợt nói dứt lời cổ tay gã chuyển động một cái Ken một tiếng thoáng cái gã đã cắm thanh cương đằng mâu vào trong mặt đất thanh mộc xâm la trong miệng hãng chiếc hét lớn một tiếng ở chỗ ngực của gã có ánh sáng lưới lên một ảo ảnh đỉnh màu xanh lập tức hiện ra trừng sợi linh khí thuộc tính mộc vô cùng tinh thuần từ trong cái đỉnh màu xanh tuôn ra theo cánh tay hãng chiếc tràn vào trong thanh cương đằng mâu kèn két liên tiếp có tiếng đất đai vỡ vụn vang lên vô số sợi mây màu xanh lớn bằng cánh tay từ trong mặt đất điên cuồng tuôn ra kéo dài về phía hai bên tay áo bào của hãng chiếc vô số sợi dây màu xanh hội tụ lại thành rừng mây xanh um tươi tốt giống như vô số cánh tay để ép tất cả tinh quang đến từ hai bên lại hãng chiếc từ trong thông đạo do những sợi mây xanh tạo ra lững thững đi qua giống như chậm nhưng thực sự lại rất nhanh cổ tay gã cuốn một cái một cái hồ lô màu xanh liền xuất hiện ở trong tay gã trong miệng gã ngâm khẽ pháp quyết một tay bấm động pháp quyết một tay kia chợt đánh về phía đáy của cái hồ lô phục hồ lô màu xanh bỗng nhiên rung lên đồ án hỏa diễm chạm khắc bề ngoài hồ lô nhất thời sáng lên giống như thực sự bốc cháy lên điên cuồng phun ra chỗ miệng hồ lô trở nên mở rộng ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh liên tục không ngừng phun mạnh ra ngoài chỉ có điều ở sâu bên trong ngọn lửa màu xanh mơ hồ có thể thấy những tia sáng màu đỏ cực kỳ tinh thuần. Thanh liên thánh hỏa! Lục dư liếc mắt một cái, liền nhận ra hỏa diễm này, lão lui về phía sau một bước, đầu ngón chân đá về phía trước một cái, vạt áo trường bào buông xuống trước người, liền bay lên, chắn phía trước người của lão. Chỉ thấy trên hoảng kim tinh la bào có tinh quang rạng rỡ, hội tụ về phía mảnh vạt áo nâng lên này, ngưng tụ ra một mảnh tinh vân màu vàng sậm xoay tròn. Phục! Một tiếng động nhỏ vang lên, một mảnh ngọn lửa màu xanh kia cuộn trào mãnh liệt đến thoáng cái xông vào trong đoàn tinh vân này trực tiếp biến mất không thấy lão phu còn tưởng là thanh liên thanh hỏa này của ngươi có chỗ nào đặc biệt khác thường xem ra cũng thầm thường lục dư còn chưa nói hết lời sắc mặt nhất thời biến đổi tinh vân vàng sẫm phía trước người của lão chợt trở nên hỗn loạn mảnh vạt áo nâng lên phía trước ngực không ngờ bị thủng một cái lỗ thủng lớn một đám thanh liên thánh hỏa từ đó bùng lên đánh vào bụng dưới của lão làm sao có thể, chỉ là thanh liên thanh hỏa, làm sao có thể có uy lực như vậy? Không đúng, loại cảm giác này, đây không đơn thuần là thanh liên thanh hỏa, còn có lực cửu chuyển hỏa, người, người là có thể biết cửu chuyển huyền công, người rốt cuộc là ai? Lục như kinh hoàng, điên cuộn phát ra một tiếng hét lớn, thân thể bắn ngược ra. Đám thanh liên thánh hỏa kia đang hừng hực thiêu đốt bụng dưới của lão, giống như dội bỏ bám trên mu bàn chân dính sát vào bụng của lão trong ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên phát ra mảng lớn ánh sáng màu đỏ hai màu hỏa diễm xanh đỏ đang vào nhau uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều mặc cho lục dư thi pháp như thế nào cũng không cách nào xua tan được trong thoáng chốc hoảng kim tinh la bào chỗ bụng của lão đã bị đốt thủng một cái lỗ lớn hỏa diễm màu đỏ xanh lóe lên tiến vào trong cơ thể của lão hỏa diễm hai màu xanh đỏ bỗng nhiên nổ mạnh ầm ầm khiến thân thể lục dư bị nổ thành hai đoạn bụng dưới và cả nửa bụng hoàn toàn biến mất chỉ còn lại hai cái chân và phía vai đầu Bốn người lóe lên bốn hãng chiếc dường như xúc địa thành thốn một bước đã đi tới trước người lục dư thanh cương đằng mâu trong tay của gã hóa thành một ánh sáng màu xanh xuyên thủng đầu của lục dư đầu lục dư nhất thời nổ tung thần hùng ở bên trong còn chưa kịp trúng ra liền hoàn toàn biến mất người chết không cần biết quá nhiều hãng chiếc lạnh lùng nói ngay lập tức tầm mắt nhất thời chuyển sang nhìn về phía tấm bia đá màu đen này. Gã khẽ quát một tiếng, ở chỗ bụng của gã, bốn màu ánh sáng, thanh đỏ hoàng kim đồng thời sáng lên. Đồ văn bốn cái đỉnh nhỏ đều trôi lên bên ngoài thân, hóa thành bốn ảo ảnh đỉnh ánh sáng cực lớn, hiện lên ở phía sau lưng hãng chiếc. Tất cả ánh sáng đều hội tụ đến trên thanh cương đặng mâu trong tay gã. Thanh cương đặng mâu tản ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Trong bốn màu ánh sáng, vẫn lấy ánh sáng màu đỏ sáng hơn một chút hãng chiếc khẽ quát một tiếng, một mâu đâm ra. Một mâu ảnh chỉ có kích thước chừng mấy trượng, nhưng tảng rô uy áp đáng sợ bắn ra. Bên trong mơ hồ có thể thấy một ít phụ văn màu đỏ, tản ra khí tức lực pháp tắc mỏng manh. Mâu ảnh hung hăng đâm vào trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá lập tức bốc lên mảng lớn ánh sáng màu vàng đứt. Trong ánh sáng màu vàng hiện ra một hoa văn huyền quy đồ đằng, chán ở phía trước mâu ảnh. Hai bên va chạm vào nhau, phóng ra ánh sáng trùng thiên mặt đất cũng ầm ầm chấn động. Hãng chiếc hừ lạnh một tiếng trong miệng lẩm bẩm. Thành cường đằng mâu trong tay bỗng nhiên chuyển một cái. Mâu ảnh bốn màu cũng lập tức chuyển theo. Đồ đằng huyền quy rung rẩy kịch liệt, bỗng nhiên lập tức vỡ vụn ra, hóa thành vô số ánh huỳnh quang màu vàng nhẹ nhàng tung bay. Không có ánh sáng màu vàng bảo hộ, mâu ảnh dễ dàng xuyên thủng tấm bia đá màu đen này. Tấm bia đá phát ra một tiếng động rất lớn, vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn bắn về bốn phía xung quanh, mặt đất bị nổ hình thành một cái hố lớn có kích thước chừng vài trượng. Tinh vân màu vàng ở khoảng không trên tấm bia đá cuộn trào kịch liệt hiện ra một vòng xoáy màu vàng có kích thước mấy chục dặm. Cùng lúc hãng chiếc vừa phá hủy tấm bia đá này, tinh vân màu vàng trên khoảng không cũng chấn động kịch liệt hiện ra một vòng xoáy cực lớn. Khoảng cách giữa hai vòng xoáy cực lớn này không xa, chậm rãi dung hợp với nhau hình thành một vòng xoáy lớn hơn nữa. Tinh vân màu vàng ở trung tâm vòng xoáy nhanh chóng nhẹ nhàng tung bay về bốn phía xung quanh, mơ hồ hình thành một lối đi. Tưởng mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt hãng chiếc lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ có điều liên tục chiến đấu, giết chết một đại năng thường cảnh, lại thi triển đại thần thông phá hủy tấm bia đá. Lúc này chân khí của gã bị tiêu hao nghiêm trọng, gần như thấy đấy rồi, sắc mặt gã lúc này tái nhợt. Gã liếc mắt nhìn về phía đại trận của bàn quy tộc, ánh mắt lóe lên. Ngay lập tức thân hình lắc một cái, bay vào trong cánh rừng gần đó. Gã lật tay lấy ra hai viên đan dược nuốt vào, lại lấy ra một khối linh thạch tiên phẩm, nhanh chóng hấp thu linh lực trong đó, khôi phục chân khí trong cơ thể. Trong đại điện năm cạnh của bàn quy tộc, trên sa bàn truyền ra một tiếng động khẽ, hai tấm bị đá vỡ vụn ra. Lục quỳ chung bỗng nhiên mở hai mắt ra, tưởng mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của gã nhất thời đại biến, lộ ra thượng sắc cuồng nộ, hai mắt gã biến thành một màu đỏ như máu. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hai nơi góc trận có thể bị phá hủy được? Người đâu? Tất cả trận pháp siêu đều xuất động, đi theo ta! Lục quỳ trung phát ra một tiếng hét điên cuồng, âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ khu vực bằng quy tộc. Sau khi điên cuồng hét lớn một tiếng, thân hình lục quỳ trung liền hóa thành một ánh sáng vàng đỏ kinh thiên, nhanh chóng lao về phía tây bắc. Khu vực bằng quy tộc nhất thời đại loạn, từng ánh sáng từ các nơi bay ra, theo sát bóng dáng của lục quỳ trung bay về phía tây bắc. Cùng lúc đó, quân đội bằng quy tộc ở các nơi trong phủ Nham Tinh hình như cũng nhận được mệnh lệnh, ngoại trừ rất ít người ở lại trấn giữ trong coi tấm bia đá của hộ tinh đại trận ra, mọi người đều bay về phía Tây Bắc. Giờ này phút này bên ngoài vũ Nham Tinh, Thiên Đình đã dừng công kích, hơn trăm chiếc chiến hạm lúc này đã quay lại, tập trung ở gần vòng xoáy màu vàng này. Tất cả mọi người nhìn vòng xoáy màu vàng kia, Thường sắc hưng phấn. Đại trận ngăn cản bọn họ nhiều ngày như vậy, cuối cùng sắp bị phá giải rồi. Những người khổng lồ cao vạn trượng đứng ở phía sau chiến hạm, thần sắc chuyên chú nhìn vào con thú lớn đang mở miệng ở trên mặt trống. Dùi trống trong tay dơ lên thật cao, đang lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh công kích. Bị lưu huynh thần cơ diệu toán, hậu tin đại trận này cuối cùng sắp bị phá giải rồi. Hôm nay hứa hẹn công phá được vũ nhâm tinh rồi. Nam cung cảnh liếc mắt nhìn vòng xoáy màu vàng, lập tức quay đầu nhìn về phía bị lưu tiên tướng đang đứng ở bên cạnh, kính phục nói. Nam cung huynh quá khen rồi, Muốn hộ tinh đại trận này tự động tiêu tan Cũng phải chờ một chút thời gian Chúng ta cũng không thể lại chờ đợi như vậy Họ lệnh tấn công thôi Trên mặt bị lô tiên tướng cũng mang ý cười Gã lập tức quay đầu nhìn về phía tây môn tuyết ở sau lưng Nói Dạ Tây môn tuyết cúi đầu lên tiếng Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc khác thường Chỉ có điều chờ tới khi nàng ngẩng đầu lên Đã hoàn toàn biến mất Thân hình tây môn tuyết lắc một cái Xuất hiện ở giữa không trung Tấn công một tiếng không vang dội lắm lại tràn đầy uy nghiêm vang lên trong nháy mắt truyền khắp hạm đội hơn trăm tên người khổng lồ mà áo bọc màu vàng nghe được một tiếng ra lệnh này ánh sáng trong mắt nhất thời sáng lên dùi trống trong tay nhất thời đập xuống từng vòng sống chấn động vô hình tràn ra trên tất cả chiến hạm ánh sáng đột ngột phát ra hơn trăm mâu quang màu vàng cực lớn đồng thời kích phát bắn về phía chỗ khu vực vùng xoáy màu vàng này liên tiếp những tiếng nổ cực lớn vang lên tinh vân màu vàng ở nơi đó nhất thời chấn động mở ra từng tầng khối mây giống như do bụi bặm tạo nên dâng lên từng đợt chấn động hỗn loạn tản về bốn phương tám hướng chiến hạm của thiên đình đồng thời phát ra công kích mãnh liệt từng cục ánh sáng lớn hung hăng đánh vào phía trên vòng xoáy màu vàng tinh vân màu vàng trong vòng xoáy nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn nhẹ nhàng tung bay thông đạo trung gian càng lúc càng rõ ràng lúc này tình hình trên vũ nham tinh phát sinh biến hóa kinh thiên cùng lúc đó tại tinh không ở gần vũ nham tinh một luồng ánh sáng hai màu đen trắng từ chỗ cực xa bay vụt đến tốc độ cực nhanh chỉ mấy hơi thở liền đến gần hạ xuống phía trên một khối thiên thạch cực lớn hiện ra một thân ảnh đó chính là thạch mục lúc này hắn có chút thở hổn hển sắc mặt có chút trắng bệch dọc theo con đường này hắn không để ý tới chân khí tiêu hao vượt qua cực hạn mà phát động lực cửu chuyển âm dương chạy đi hiện tại chân khí tiêu hao cực kỳ nhiều ánh mắt thạch mục nhìn lướt qua bốn phía xung quanh đồng thời hắn lật tay lấy ra một khối linh thạch cực phẩm khôi phục lại chân khí lúc trước linh thạch trong cơ thể hắn tiêu hao đã hầu như không còn linh thạch trên người của hắn hiện giờ là lấy từ vật tư của liên minh dù sao trước mắt hắn thường là minh chủ liên minh di thiên đồng thời cũng là chiến lược quan trọng nhất tất nhiên phải được phân phối tài nguyên tốt nhất rồi từ nơi này vũ nham tinh đã mơ hồ có thể thấy được ở phía xa bên ngoài vũ nham tinh có một tầng tinh vân màu vàng trong mắt thành mục có ánh sáng màu vàng lóe lên Tuy rằng thi triển thần thông linh mục Nhưng hắn vẫn nhìn không được rõ lắm Hắn không khỏi có chút hối hận Vì mình quá mức vội vàng Không mang theo thải nhi đến đây Hắn toàn lực hấp thu linh lực Khi chân khí vừa khôi phục bảy tám phần Hắn liền lập tức lại bắn ra Bay về phía vũ nhâm tinh Lấy tốc độ di chuyển của hắn Không lâu lắm đã đến gần vũ nhâm tinh rồi Đến nơi này đã mơ hồ có thể thấy được Đại quân thiên định ở gần vũ nhâm tinh Lúc này đại quân thiên đình đang tập trung một chỗ, điên cuồng tấn công hộ tinh đại trận của Vũ Nham Tinh, vô số ánh sáng cuồng loạn lóe lên. Trong lồng thạch mục khẩn trương, hai cánh đen trắng phía sau lưng phóng ra ánh sáng cường đại, tốc độ di chuyển đột nhiên tăng lên rất nhiều. Vào thời khắc này, một đạo kiếm quang màu xanh từ trong tinh vân bên cạnh bay ra, bổ về phía thạch mục. Đạo kiếm quang này có khí thức sắc bén, vừa bay ra khỏi tinh vân, mới đột nhiên có phong quang bắn ra bốn phía, tản ra sát khí nhộn nhạo cuồn cuộn, khiến người ta có một loại cảm giác Thần ngăn giết thần, phật cản giết phật. Trong lộn thạch một thầm kêu không ổn, hắn chỉ lo toàn lực bay thật nhanh, không ngờ không chú ý tới bên cạnh của người mai phục. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, giống như một con linh xà cực kỳ quý dị, dán chặt kiếm quan màu xanh dịch chuyển một cái, lách qua. Một nam tử áo bào màu vàng mặt lớn từ trong tinh vân bay ra, trên mặt đầy vẻ chấn động kinh ngạc, gã tưởng rằng sẽ là một kiếm tức sát, không ngờ lại thất bại, cánh tay gã vẫy một cái kiếm quan màu xanh bay vụt trở về xoay quanh ở trên đỉnh đầu gã các khả là người phương nào xin khuyên một câu người không có quan hệ cùng ba tộc thiên phượng thì vẫn mong đừng nên tới gần thì tốt hơn nam tử mặt lớn liếc mắt quan sát thạch mục từ trên xuống dưới hình như nhìn ra thạch mục không dễ chọc nên gã trầm giọng nói nam tử mặt rộng này là một thần tướng của thiên đình được bì lô tiên tướng phái tới dò xét tình hình xung quanh vũ nham tinh chính là để ứng phó với loại tình huống này Gã vốn có chút bất mãn cho rằng bị lô tiên tướng để cho gã để làm việc vặt vảnh như vậy, thực không nghĩ tới lại của người đi qua. Thành Mục hoàn toàn không nói nhiều lời vô ích, một tay phất lên, ba cái lá cờ nhỏ màu đỏ hiện ra, đó chính là lá cờ Hạo Thiên Huyền Hỏa. Ba lá cờ huyền hỏa phát ra ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng lớn lên. Chúng lập tức hóa thành một mảng mây lửa màu đỏ, kích thước chừng mười mấy trượng, ung ung kéo đến chụp xuống về phía nam tử mặt lớn kia sắc mặt nam tử mặt lớn trầm xuống, gã không nghĩ tới thạch mục nối động thủ liền động thủ, cánh tay gã rung lên, kiếm quang màu xanh đột nhiên phóng ra, thành trên trăm ngàn kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành một đóa hoa sen kiếm khí cực lớn, muôn hình vạn trạng nghênh đón về phía mây lửa màu đỏ. Thạch mục không nói hai lời điểm ra một chỉ, một đạo hồng quang lóe lên trôi qua, tiến vào trong mây lửa. Mây lửa màu đỏ đột nhiên cuồn cuộn, lại lớn lên vài lần, ánh sáng đại thịnh mơ hồ tỏa ra một lực hút. Hoa sen kiếm khí màu xanh vừa đụng đến mây lửa, lập tức dường như là hòn đá ném vào trong đầm lầy, tiến vào trong đó liền không thấy bóng dáng đâu. Cái gì? Trong mắt nam tử mặt lớn hiện ra thần sắc không thể tin nổi. Mây lửa màu đỏ hoàn toàn không ngừng lại, âm âm chụp xuống, bao phủ nam tử mặt lớn ở bên trong. Nam tử mặt lớn này chỉ thấy trước mắt chợt hoa lên, sau một khắc gã xuất hiện ở trong một không gian màu đỏ. Ở đây là nơi nào? Gã nhìn về bốn phía xung quanh, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, Nơi này chính là nơi chung thân của ngươi Bóng người thạch mục lóe lên Từ trong không trung hiện ra Hai tay đánh ra từng cái pháp quyết Không gian màu đỏ hơi lắc lư Sau một khắc khắp nơi hiện ra vô số hỏa diễm màu vàng nhạt Đó chính là hạo thiên thánh diễm Bên trong không gian nhiệt độ chợt tăng lên Thạch mục vung hai tay lên Vô số hạo thiên thánh diễm cuộn cuộn Giống như hải triều vọt về phía nam tử mặt lớn Không gian màu đỏ cũng hiện ra Từng không gian cực lớn để ép về phía chính giữa khiến cho người ta căn bản không cách nào né tránh được. Nam tử mặt lớn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ có điều gã thân là cường giả thân cảnh, tất nhiên cũng không phải hạng người đơn giản. Hai tay gã bấm ra một cái pháp quyết, trên người có ánh sáng điên cuồng chấp hiện. Gã lấy ra từng món pháp bảo, trong phút chốc có hơn 10 đạo ánh sáng hộ thể bảo vệ toàn thân. Vô số hạo thiên thánh diễm ầm ầm lao tới, hung hăng đánh vào phía trên vòng sáng hộ thể của nam tử mặt lớn này vòng sáng hộ thể vừa đụng đến hạo thiên thánh diễm lập tức giống như là khối sáp nến bị tan chảy chưa đến hai lần hít thở vòng sáng hộ thể của năm tử mặt lớn liền tiêu tan hết bảy tám phần còn lại vài món pháp bảo hộ thể rõ ràng lợi hại hơn so với bên ngoài một chút chỉ có điều chúng cũng tiêu tan chậm hơn một chút thôi hoàn toàn không cách nào ngăn cản được hạo thiên thánh diễm trong miệng thạch mục lẩm bẩm đánh ra từng pháp quyết những hạo thiên thánh diễm lại tăng mạnh bên trong hiện ra vô số phụ văn màu đỏ uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều mấy món pháp bảo cuối cùng của nam tử mặt lớn cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn ngay cả thanh phi kiếm màu xanh kia cũng mềm như bùn qua mấy hơi thở liền tan chảy ra trong miệng nam tử mặt lớn phát ra một tiếng kêu thi lương thảm thiết thương thể gã bị vô số hạo thiên thánh diễm bao phủ rất nhanh biến thành tro tàn hoàn toàn biến mất thành một thở nhẹ ra một hơi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết vô số hạo thiên thánh diễm nhanh chóng biến mất không gian màu đỏ chấn động rung một cái giải thể biến mất bốn người thạch mục xuất hiện ở trong tinh không sắc mặt có chút trắng bệch chân khí vừa khôi phục lại tiêu hao không ít rồi tuy rằng hắn lấy thế xét đánh giải quyết đối thủ nhưng mà trong lúc thần cảnh giao đấu động tĩnh thực sự quá lớn đã khiến cho đại quân thiên định phía xa chú ý tới mấy tiểu đội nhanh chóng bay về phía bên này lúc này thời gian quý giá phải giành giật từng giây hắn cũng không để ý nữa Thành Mục lật tay lấy ra mấy khối linh thạch cực phẩm, điên cuồng hấp thu linh lực bên trong, đồng thời vận chuyển minh thủy quyết, trên người sáng lên một tầng ánh sáng màu xanh lam, ngay lập tức bóng người biến mất, hóa thành một cái bóng không thể điều tra đi vòng một vòng bay về phía Vũ Nham Tinh. Hết tập 173 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.